Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Việt Nam dồn ép Jordani thắng Luân Lưu vào tứ kết. Người Việt đã nức lòng vì đá quá đẹp, có trình độ đẳng cấp thực sự thì mấy chữ tinh thần quả cảm là không còn phù hợp nữa. Ngay từ đầu hiệp 2 trận đấu với Jordani, tuyển Việt Nam đã liên tục tấn công. Không khí cổ vũ của người Sài Gòn nóng lên hơn bao giờ hết khi Công Phượng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Jordani ở giải Asian Cup 2019 diễn ra hết sức ấn tượng. Ở phút thứ 51, từ pha tạt bóng của Trọng Hoàng, tiền đạo Công Phượng băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam. Sau khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc, niềm sung sướng tràn ngập khắp nơi từ mạng xã hội cho đến các điểm tụ tập xem bóng đá của người dân Sài Gòn. Và kính thưa quý vị và các bạn, thắng Luân Lưu kịch tính, tuyển Việt Nam giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 trong niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu đầy nhọc nhằn, tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordani 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não 11m. Đội tuyển Việt Nam và Jordani đã mở màn vòng 1/8 Asian Cup 2019 bằng một hiệp đấu cân tài cân sức. Từng đối đầu hai lần ở vòng loại và không còn gì giấu giếm sau vòng bảng, cả hai đội đều tự tin thể hiện những điểm mạnh nhất của mình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chủ động cầm bóng, tấn công bằng những pha đập nhà ít chạm. Trong khi đó, Jordani đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 ở vòng bảng sang 4-4-2 với đội hình lùi sâu. Ý đồ phòng ngự phản công rất rõ ràng. Cầu thủ nguy hiểm nhất của Jordani là Musa Antamari được trả về vị trí tiền vệ cánh phải sở trường và thực sự trở thành mối đe dọa lớn cho hàng thủ Việt Nam. Trong một thế trận cân bằng và thế cân bằng bị phá vỡ bởi một siêu phẩm ở phút thứ 39, đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi để đối thủ có cơ hội đá phạt sát vòng cấm và Baha thực hiện cú sút đẳng cấp vào góc xa khiến Đặng Văn Lâm không còn cơ hội cản phá. Đội tuyển Việt Nam tăng cường gây sức ép sau khi phải nhận bàn thua khi những pha phối hợp ban bật liên tục bị hàng thủ đối phương hóa giải. Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã gây ra sóng gió cho đối thủ bằng những cú sút xa uy lực nhưng không thể gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi tấn công và những nỗ lực đã mang tới thành quả rất nhanh chóng. Từ đường truyền của Trọng Hoàng, Công Phượng chạm bóng vừa đủ để làm tung lưới thủ môn đối phương, gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thua đầu tiên của Jordani tại Asian Cup 2019 này. Hưng phấn sau bàn thắng, tuyển Việt Nam liên tục uy hiếp hàng thủ của Jordani, nhà vô địch Đông Nam Á cầm bóng và kiểm soát trận đấu rất tốt. Kể cả khi giảm nhịp tấn công ở nửa cuối hiệp 2, Jordani vẫn tiếp tục phòng ngự chắc chắn để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Khi thể lực không còn đảm bảo, cả hai đội đều duy trì nhịp thi đấu chậm lại. Sự thận trọng của hai đội phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu 11m thoát tim. Và kính thưa quý vị và các bạn, hạ Jordani 4-2 trên chấm 11m, Việt Nam xứng đáng vào tứ kết của Asian Cup 2019 hơn bao giờ hết. Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 của Asian Cup diễn ra vào tối 20 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hòa Jordani 1-1 trong 120 phút thi đấu, sau đó thắng với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m đầy thoát tim. Hòa 1-1 sau 90 phút, tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Jordani 4-2 sau loạt sút luân lưu cân não. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở tứ kết Asian Cup 2019 sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Saudi Ả Rập và Nhật Bản. Và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn và khó khăn nữa của đội tuyển Việt Nam. Và hy vọng là chúng ta một lần nữa sẽ lại vượt qua để mang niềm vui về cho người hâm mộ nước nhà. Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khiến cổ động viên ở quê nhà vô cùng phấn khích. Đây là giải đấu mang tầm châu lục và những nỗ lực của Quang Hải cùng đồng đội là rất đáng khích lệ. Và xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã làm việc hết mình, nỗ lực hết mình đến những giọt mồ hôi cuối cùng để mang về thắng lợi cho đội tuyển Việt Nam và mang niềm vui vô bờ bến về cho người hâm mộ nước nhà. Xin cảm ơn đội tuyển rất nhiều. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.